chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Bến Lức lần thứ 12 thành công tốt đẹp, hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 3 tháng 10 năm 2020, tại sân bóng huyện Bến Lức, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện đã tổ chức giải bóng đá cúp Tứ Hùng huyện năm 2020. Giải đấu gồm các đội Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Long An, Sở Thông tin Truyền thông Long An và đội chủ nhà ngành Văn hóa Thông tin huyện Bến Lức. Giải thi đấu theo thể thức phong trào tính điểm để tìm ra nhà vô địch, đội có số điểm cao nhất. Sau hơn một buổi thi đấu sôi nổi hào hứng, đội bóng đá Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã xuất sắc giành chức vô địch qua 3 trận toàn thắng với 7 bàn thắng có được tại giải. Cầu thủ Nguyễn Hải Đăng của đội ngành Văn hóa Thông tin huyện Bến Lức giành giải vua phá lưới. Giải đấu đã diễn ra nhằm mục đích đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, nâng cao tinh thần đoàn kết, thắt chặt sự kết nối, phối hợp trong công tác chuyên môn giữa các đơn vị.